trời ơi, từ từ nào, con mặc váy mà thầy, từ từ nào. Kim thính, hiệu quả cho người ù tai, nghe kém, điếc tai, phải kêu trong tai suy giảm thính lực. Họ là những người đi tìm mình để giết mình đó. Giết Huy hả? Tại sao con lại trốn chú? Con có biết là chú tìm con cực khổ đúng không? Để làm gì? Để nói chuyện với con về vụ chuyển trường của con. Ông là kẻ giết người, ông đã giết ba tôi, bây giờ ông còn giả nhân giả nghĩa được hả? Vậy là con đã biết hết rồi. Được, vậy cô hồn giao cái vũ khí ra đây. Để phát nhau. Cái gì vậy? Mày đang ở đâu? Mau lên lầu 3 đi. Kêu tụi nó hết lên đây. Lúc nãy chú đánh con có đau lắm không? Ông đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Lớn to đầu, ăn hiếp hai đứa con nít, ông không biết nhục hả? Tao không nói nhiều với mày nữa. Cái chú Pi ra ở đâu? Không có. Không có hả? Dù Pi, có sao không Dù Pi? Tụi nhỏ vậy mày không chịu nghe hả? Dù Pi, mày có sao không? Mày đừng có sao. Mày đứng sao? Yumi sao? Yumi? Mày đứng sao? Chân Yumi bị chấn thương rồi. Ra khỏi đây liền, ra khỏi đây liền. Thầy ơi, không có được đâu. Tại sao không được? Hồi nãy em có nghe ông gọi yểm trợ lên rồi, bây giờ mình chạy xuống là bị bắt gặp ở dưới liền á, với lại chân Yumi bị đau nữa. Thầy đứng rồi thầy. Làm sao đây thầy? Bình tĩnh, bình tĩnh. Tắt đèn đi con, tắt đèn. Đã. Hey. Vậy con có đi được không? Yeah. Tụi nó chạy ở ngoài kia kìa. Chú. Chuyện của mình sao? Chú. Mà không sao đâu. Giật máu không mang được chưa chú? Gọi báo đi con. Khoan đã thầy ơi. Nếu mà mình cứ ngồi đây mình chờ công an tới, không phải ý kiến hay đâu. Tụi nó mà chạy qua tụi nó phát hiện là mình chết chắc. Có cách nào khác không thầy? Chú ơi, con có cách này có được không? Anh Cường cơ. Tường ơi! Tường ơi! Tường ơi! Tường chạy đi con! Chạy đi con! Cái gì? Cái này nè! Nhìn lên! Nhìn lên! Ê! Nhìn lại! Nhìn lại! À! Tụi mày! Yumi làm gì với thầy? Đây là kế hoạch của thằng Minh mà. Thì để cho ông Mẫn mặc đồ Yumi cũng được mà. Ông Mẫn còn bảo vệ hai đứa đó nữa. Không phải, nhưng mà thầy... Thôi, đừng có nói nữa. Bây giờ làm sao thầy với em phải tập trung đánh lạc hướng tụi nó, để cho Yumi với Minh với Mẫn thoát khỏi trường, hiểu chưa? Dạ.
Yes. Thế thì con giỏi không thầy? Giỏi. Yes. Yeah. Yes. Yes. Ah. Đó. Thế thì con giỏi chưa? Cô đi nha. Chứ con đánh nó. Cô vừa đánh lộn đâu mà kiếm thằng Ngọc còn đánh nó. Cô làm gì thầy? Trời ơi, từ từ nào, con mặc váy mà thầy, từ từ nào. Ê, lại đây, lại đây. Quân. Mày dám quấn học trò tao hả? Mày hả? Mày dám học trò tao hả? Mày dám học trò tao hả? Mày dám học trò tao hả? Lắm con. Đi, mặt nó vâm ghê. Minh à, bạn có mệt lắm không Minh? Thì yên tâm đi, cứ đưa bạn về đi Minh. Mày muốn trốn ở đâu? Tình cảm quá ha. Tao hỏi mày, USB mày giấu ở đâu? Hả? Không có USB nào hết. Chạy đi Dương Mi! Dương Mi! Bây giờ mày có dao rồi không? Dương Mi mày giấu ở đâu? Hả? Không có. Không có hả? Mày... Chạy đi Dương Mi! Chạy đi! Mày có dao Dương Mi không? Chạy đi Dương Mi! Cái UB đi mà. Mày có chịu giao UB ra không? Hả? Tôi không biết. Yên tâm, mọi chú đây. Thì ra là tụi bay có mặt đầy đủ ở đây hả? Được. Hôm nay ta sẽ cho tụi bay chung một ngày dỗ. Đây là chuyện của tôi với ông. Thả mọi người ra đi. Được. Vậy thì giao USB ra đây. Nhanh lên. Đừng mà giấu Mỹ. Mày không muốn giao chứ gì? Được. Tụi mày giao vô.